Tôi không bao giờ muốn gặp mặt lại cô nữa. Em xin lỗi anh, đó chỉ là tai nạn thôi. Anh hãy tin em, anh nghe em nói đi. Tai nạn hả? Suốt bao năm qua tôi vẫn tin tưởng cô, vẫn cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô. Còn cô thì đối xử với tôi thế nào hả? Cô có thể tàn ác như vậy, tại sao cô có thể sát hại Thùy Chi? Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ. Là sự ích kỷ thôi. Tiểu Minh, cô làm cái gì thế? Có chuyện gì vậy? Thùy Chi, Thùy Chi chết rồi. Cả chục cân rơi vô đầu, bây giờ cứng hết cổ rồi, không cử động cổ được nữa. Để tôi xem cho nào. Gãy rồi. Tôi lên phòng y tế gọi người cho anh nhé. À, Thùy Chi, không cần đâu, cứ ngồi yên ở đây đi. Hồi nhỏ anh nghe câu chuyện vậy nè. Có một chàng hoàng tử vô tình bị tai nạn ở trong rừng, gãy cổ, ngồi dưới gốc cây không biết phải chữa trị sao hết. Thì đột ngột có một nàng công chúa xuất hiện. Nàng công chúa cũng không biết cách chữa trị thế nào hết. Nàng chỉ có thể ngồi yên bên chàng hoàng tử thôi, ngồi lâu thật lâu. Vậy là mỗi vết thương được chữa trị hết. Thiệt, ẹ cổ hết đau luôn, không còn đau nữa hay không? Anh sao à? Mình bỏ đi. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Bác đừng lo lắng quá. Anh Minh, anh ấy đi đâu? Chưa biết là cậu ta đi đâu. Nhưng mà mình đã đem theo tất cả kỷ vật của Thùy Chi. Bác Khuê muốn anh tìm cậu ấy. Linh, có chuyện gì đúng không? Em biết anh ấy đi đâu. Để em đi tìm anh ấy. Linh, nhưng em phải nói cho anh biết có chuyện gì đã. Em không biết chuyện gì. Em nghĩ nên hỏi bác Khuê. Hôm nay các con làm tốt lắm. Chiều mai tan học chúng ta lại tiếp tục nhé. Nếu cô vẫn nghĩ công ty chúng tôi ăn cắp thì hãy kiện đi. Những kẻ thủ đoạn giống như chúng ta thì tốt nhất nên làm việc cùng với nhau. Cuộc chiến này không thể dừng lại được nữa. Anh và Hoàng Thổ không thể đội trời chung với nhau nữa. Những mối quan hệ biết trước là sẽ đem lại rắc rối. Tốt nhất là hãy từ chối ngay từ đầu. Nếu tôi cứu cô, chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận cả cuộc đời này đó. Để họ lợi dụng mình thì hãy biết biến họ thành quân cờ của mình. Em sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ hạnh phúc của mình.